gì mà mẹ sắp đồ lại mẹ. Mẹ mở tủ lạnh đây cho sẵn, mở tủ lạnh đây cho mọi người coi. Quá trời đồ. Quá trời đồ luôn các bạn, mà toàn những là món này, toàn là những món ăn ăn vặt, ăn này ăn kia đồ không à. Chứ còn mà đồ thiệt thì cũng phải đi, tôi đi mua mỗi tuần á các bạn. Hello, xin mến chào lại gia đình mình nha. Cả nhà mình ơi, trước mặt mình thì cả nhà thấy có con tôm. Đây là cái con tôm hùm hồi bữa, nếu mà các bạn có coi livestream của Ngọc trên cái trang Facebook của Ngọc Cuộc Sống Mỹ Michigan, các bạn sẽ thấy con này. Ngọc luộc lên mà no quá, cái ăn không được, ăn không nổi, chỉ có ngồi ăn mấy con bầu ngư thôi. Thì sáng hôm nay là mẹ sẽ tận dụng cái con này lại để cả nhà có một cái món ăn là bánh canh tôm hùm, nhưng mà bánh canh thì mình không có nên là mình làm thay thế bằng cái mì udon ha mẹ ha. Bây giờ hai mẹ con sẽ cùng nhau gỡ thịt của con tôm hùm này ra. Cái con tôm hùm này là Ngọc mua ở chợ thì nó khoảng hơn 1 ký, giá là cỡ khoảng $50 các bạn. Đây, mẹ sẽ bẻ càng ra này, lấy cái đồ bóp mẹ. Con này mẹ nghĩ nó ốp nè, nó ha ốp ha nha, cái vỏ nó với cái thịt nó khác nhau ha. Phải nhiều lúc nó nằm trong hồ lâu quá nó mềm á, nó mềm dạ. Cái mình thấy nó không được chắc, cẩn thận lấy cái này ra đi. Cũng được 3-4 tô bánh canh cho cả nhà các mẹ ha. Đó, nó thấy cũng vậy chứ cũng bự ha. Đây là cái can. Wow, mình dơ lên cho mọi người coi. Mọi đã không? Lấy hết hai cái càng ra được nhiêu thịt cái can. Bây giờ quan trọng là cái đầu ha. Đầu này coi có gạch nhiều không? Có. Oh, wow, quá đã. Quá đã. Oh, wow. Ngon hay mẹ ha? Vỏ này nó dễ tóc, ngon hết sức. Cái này mình bỏ qua một cái chén khác nè mẹ. Để mình lấy gạch ha. Dạ. Trứng hết chứ không con. Đó, cái trứng. Mày nè, ở trong này có trứng rồi nè. Mà con biết sao không, cái món này nói vậy thôi con ơi, chứ hồi đang ăn gì ngán chứ còn nghe hả, không ai nè, ai thấy thèm nữa à, ngon vậy đó. Vậy đó chứ. Ôi ôi, sáng nay là chay ăn bánh mì với trứng nè cô chú nè. Đây nè, có gì con lấy cái này con lau nha. Lau tay con nha. Bánh mì với trứng rồi có nước tương. Nước tương phải xịt nước tương. Nước tương như vậy đủ vị chứ con. Con cảm ơn mẹ chưa? Dạ không. Đúng rồi, giỡn không mà nó ưa giỡn lắm cô chú. Nó khó giỡn lắm. Rồi trên bàn này nè là có hẹ nè, giá nè, nước mắm nè. Này là hành phi nè, của cô Quanh gửi từ Việt Nam qua tặng nè.
rồi sa tế nữa. Mommy, I need it more. Chút một xíu nước tương nữa hả? Con nói đi mẹ ơi, cho con thêm nước tương. Thêm nước tương. Mom, also this too. A lot. Rồi thôi được rồi, không có a lot là mặn lắm, nhiều nữa là mặn lắm. Dạ con. Rồi bà ngoại giờ cắt tôm hùm bỏ vô nè. Cắt tôm hùm để vô. Tô, tô. Này của ai? Này của con hả? Ôi, hấp dẫn, hấp dẫn. Trời ơi, ngon quá trời. What is this so good? À, nước ngon quá hả con? Ăn đi con. Đang là đừng có để nhiễu nhão ra ngoài vậy con, có bao nhiêu cái bình luận vô mình ăn tiếp. Ok. Con chào ông bà cô chú đi. Em ngoan đi con. Nay hôm nay nay cho em ngồi đây ăn đó bạn. I'm gonna sit right here. Hả, con ngồi đây, con ngồi trên kia, con ăn chung luôn với ông bà cô chú với mẹ luôn. Mày qua ai? Mà. Ok. Ai đây? Ờ. Quá trời đã luôn, quá trời ngon luôn. Quá trời hấp dẫn luôn không? Ủa còn lấy khăn giấy cho rồi. Có rồi, khăn giấy đây. Đâu có. Giấy cho ngoại này. Cái này cho chay nè, khăn giấy của chay nha. Ủa tôi ăn kìa. Ăn nhiệt tình luôn cô chú. Ăn quá nhiệt tình luôn. Wow. Này quá ngon. Có ăn tiêu không? Con muốn ăn tiêu không? Thôi khỏi cũng được mẹ. Nấm nè, rồi cà rốt nè, có bắp nè. Cùng thắc mẹ này nè, đúng là thập cẩm luôn, thập cẩm luôn á. Cái đó bắp cho nước nó ngọt á cả nhà. Nhỏ nhỏ thôi, nhỏ. Rồi. À, bây giờ là ngồi xuống mời cả nhà cho mượn chai đó đi ba. Đây có. Trời ơi, bữa nay á hả, có người được ngồi kế bà ngoại rồi, sướng quá à. Đây để bà ngoại với mẹ nói chuyện với ông bà cô chú kìa nha. Xin mời tất cả mọi người nha. Chào cả nhà, nay mình bánh canh hay hả? À, bánh canh, giò heo, bánh canh với gì được bắt vô nữa nè. Con có sa tế nè, ba sa tế không? Có miếng rồi. Mẹ sa tế không? Cho mẹ chút thôi, chút thì để cay. Rồi, ok. Rồi, cho miếng hẹ vô cho chín ngon đúng rồi. Mẹ ba ăn hay không? Đó, có rồi, mẹ bỏ rồi. Mẹ ăn hẹ chưa? Cho mẹ ít đi. Cái lá thôi đừng có. Ba ăn giá chưa? Rồi, có rồi. Ok. Rồi, xin mời trở lại gia đình của mình nha. À, quá trời luôn. Hôm nay thì chồng hợp quá, thì hiện tại bây giờ là 11:30 thì ảnh đang ở ngoài cửa hàng ảnh làm việc ảnh, cho bây giờ này thì thức sớm đi, tôi đi làm sớm lắm các bạn, là 8 giờ 8 rưỡi đi, 8 giờ là chắc chị đi rồi, đi rồi đi bộ rồi. Đi bộ ra ngoài đó xong rồi cái ngồi làm nói chung những cái công việc cũng liên quan tới cái website rồi develop mấy cái sản phẩm luôn này kia các bạn. Mấy cái đó thì chỉ có điều Quynh làm thôi con ha. Đúng rồi, rồi cái còn mấy cái công việc khác nữa, rồi chút nữa cái đi bộ về. Đó. Lúc này là thể dục dữ lắm bà cô chú ơi. Mày nói thể dục dữ lắm. Cho cái nước chưa ạ? Nước phải vừa ăn không? Bà cái nước quá ngọt luôn rồi ha. Vừa có xương, vừa có đủ. Nhỏ nhỏ hả chay? Nhỏ đi mẹ đi. Nay có chay ngồi nên là có cái bát cho mẹ. Con mời bà cô chú ăn bánh mì với con đi. Ồ, em ăn dễ thương không? Mời cô chú ăn đã. Trời, tử tế không? Nó ăn có miệng nó kỳ dễ thương, ăn rất ngon luôn á. Làm nhiều cho nó cái nếp này chứ. Nó được ăn uống nước, ăn mà hết nửa bánh mì. Giống ông ngoại, gì cũng nước tương, ăn nước tương không ạ? Phải có nước tương nó mới chịu ăn chứ còn không rồi. Cô luôn. Xin mời ông bà cô chú nha. Xin mời đại gia đình mình ăn sáng cả nhà ơi. Con tổng sát này thì Quynh không đi, tại vì ở ngoài đang tuyết từ hôm qua tới giờ. Tuyết hiện giờ cũng vẫn còn đang đổ luôn cả nhà. Quá trời. À. Sao mẹ không đưa cho ba cái càng lên đây rồi, đây bự, mẹ đưa cho con cái này bự chứ. Được rồi, không. Ăn đi. Ba ăn cái mình muốn tôm nhiều. À, ba nhiều tôm nhiều mà. Bánh canh ngày hôm qua mình không có mua được bánh canh nên là mua mì ủ đôn. Mà mì udon ăn cũng hợp luôn không ha? Ngon hợp. Tí chay cũng thích ăn mì udon.
ăn vậy thôi chứ trưa cho em ăn tô mì. Chút nữa tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa là cho nó ăn thêm cái mì udon này nè cô chú. Lâu dữ lắm rồi mới ngồi trên màn hình ăn chung với bà ông ngoại á. Giỏi lắm không? Như đầu tiên ngoại qua đây ngồi ăn chung với cha. Hả? Sao con? Rồi ơi, bà ngoại nên nấu nhiều vô chứ bây giờ nó muốn ăn nữa rồi. Rồi. Ăn hết nửa ổ bánh mì. Dạ. Mà trong giờ con nói ngon quá đúng không con? Con phải nói tiếng Việt. Đó lắm chưa? Nói tiếng Việt cho ngoại, bà ngoại vẫn nghe rồi bà biết. Ngoại làm ngon quá cho nên em ăn ăn thiếu luôn. Ừ. Sao? Giờ bà ngoại làm bánh mì nữa nha. Dạ. Trời ơi. Bây giờ con mất tiếng Việt sao quá. Nó xạo quá, làm nữa là nó nghỉ ăn á. Hả? Có nghỉ ăn không? Dạ, đó, giờ đây còn trứng, giờ đây còn trứng nướng bánh mì thế nha, giờ nướng bánh mì đúng không? Nước tương, bánh mì với trứng với nước tương. Đúng rồi, bánh mì với trứng với nước tương. Con phải nói tiếng Việt cho bà ngoại nghe, bà ngoại dễ hiểu, bà ngoại biết, bà ngoại biết làm cho con. Mày nướng cho con ngồi ăn đi. Cái con nói tiếng Anh là bà ngoại chịu chua á nghe. Quá ngon, hôm nay bà ngoại làm ăn quá ngon. Quá tuyệt quá đó. Nào muốn ăn nữa nấu bà ngoại nha con. Nói bà ngoại ơi, con không muốn ăn mì trứng nước tương. Rồi đó, mẹ ăn nướng bánh mì tiếp theo cho con đó. Rồi cái chút nữa cái chai nước tương nó mới xịt vô cái mì trứng cho con ha. Quá ngon. Quá ngon chê. Chùm, ta cái tô ăn sáng này chắc là có năng lượng cho nguyên cả một ngày nữa. Ôi, bà ngoại quá vui. Bà ngoại quá vui là bà ngoại làm đồ ăn cay ăn ngon. Bà ngoại quá vui luôn. Cái cơm bột này ngon. Nguyên cái càng cua. Bận nè mọi người. Vào. Ngọt lắm mẹ ha. Ngọt được. Có nấm nó thơm với nước, nó ngọt hơn. Thầy chiều qua mày mua nấm mà con biết làm gì? Đang nước. Được chưa? Được chưa, ngoại lấy. Chưa mà. Con nước rồi. Ra chút xíu bánh mì. Còn 1 phút nữa. Nửa ổ bánh mì rồi. Ôi, chút ra làm việc với bà ngoại với mẹ là thôi nha, khỏe luôn á. Ngon ngon luôn á. Con không no, con không nhiều vậy con mới có sức con làm việc với bà ngoại với mẹ được. Các hôm qua bà ngoại nấu canh khoai tây nó ăn được canh khoai tây luôn cô chú. Canh khoai tây ăn chung gì kho hôm qua nó chung không quay video đó. Ăn ở ngoài á muốn làm video đó. Ăn 2 chén cơm trên canh khoai tây, ăn buổi sáng ăn chén, tối ăn chén. Canh khoai tây nít đó, hồi đó em học cho Bảo Duy Ngọc ăn là tập ăn cơm á. Rồi đầu tiên á là mẹ cũng làm canh khoai tây á. Ok, cho cái nước á nó trần trần á còn dễ ăn. Rồi mò đi mẹ lấy cho. Ô, quý ba lo hết chị. Ủa ai đi cái nấu của nó vậy mẹ? Ba. Ô, hay quá, ngoại quá hay. Con kiếm ngoài kiếm miếng luôn, kiếm không ra luôn, ngoại hay ghê ta. Cảm ơn ngoại nha. Rồi, còn ngoại nè, bỏ vô miếng nè, mẹ cho xịt miếng nước tương nè. Đó. Ngon quá ta. Ghê. Em đũa bỏ cho em. Con bỏ luôn nhiều mặn sao? Ít ít nha. Đó. Con tự xịt nước tương. Thường quá, thường. Con ngoại phụ, ngoại giúp ha. Ngoại hét con nha. Để ngoại hét. Thôi, không hét con làm. Gì giờ gì cũng đòi tự làm hết á. Ngoại đi. Tự làm cho bà ngoại đỡ cực ha. Rồi nói chưa, thấy chưa, nãy con nói nhiều giờ quá đi. Cái gì cũng con không à. Trời quá, nói nhiều cũng con mà nói ít cũng con. Trời ghê luôn. Ôi trời, ai mà xịt nước tương vô cái chỗ đó.
Thịt kem chút nữa, thịt kem chút nữa đây. Em chút nữa nước tương. Đói lắm, đói lắm đó. Hỏi cô chú nói làm sao không cho chay cho ta. Ăn hết luôn nha con. Ăn hết luôn là đạt kỷ lục luôn. Ngày nay ăn ổ bánh mì. Sáng ổ bánh mì rồi ăn sáng để đi làm việc là thôi đạt kỷ lục luôn. Chút nữa ngoài khỏi ra để con mày ra được. Mình trình xuống qua quay cái đó mắc cười nó chuyện nha đi tương hết chứ. Ông Lâm bên sân nó thương ba hiểu cho. Thương lắm. Thương lắm. Ta đi không thương ba hiểu lắm. Cầm cái điện thoại, cầm cái máy quay phim mà nó cứ quay quay rồi ông nội ơi, con nhà của con nào ông nội ơi. Ừ. Mày ngọc nữa, mày ngọc coi nhà con mày ngọc. Mày này ba trời ơi, thương hết sức luôn. Đó, bà Bảo đang thiết kế cái phòng chơi đó, hết bữa là chơi về chơi với hai anh ha. Đã nha. Ở trong cái nhà anh Bảo mới xây thì cũng có một cái căn phòng riêng dành cho Ngọc. Mà đặc biệt á, là cái nhà tắm á, thì anh Bảo anh đặt thêm một cái bồn tắm. Tại vì anh biết là Điền Quynh thích nằm trong bồn để tắm mỗi đêm á. Nên là anh đặt thêm cái bồn tắm để cho Điền Quynh về, Điền Quynh tắm bồn. Cho đó là cũng là một cái suy nghĩ, nói chung là mình rất là quan tâm. Đó. Trong một cái nhà là không có chỗ nhà nào, còn không có phòng nào có bồn tắm, chỉ có phòng Ngọc là có bồn tắm thôi. Không, phòng Bảo không có à? Ừ. Chỉ có phòng Bảo là nhà mình đó. Nhà mình thường á, tắm là tắm đứng. Tắm đứng. Ừ. Còn Điều Quynh nó không có quen tắm đứng. Đúng rồi. Nhâm. À. Nên lắp cho Điều Quynh cái bồn để Điều Quynh nó về cái tắm rồi không ngâm. Rồi để đem cái tủ lạnh bên phòng con nhà mình ngủ á, đem qua để có mình về con có uống nước hoặc có gì á thì bây giờ sẵn dịp đây nè, sẵn dịp bây giờ có mấy anh em làm anh đây nói kiên qua luôn. Ừ. Chứ bây giờ nó mình về mình ấy thì không có người dễ mà chặt ra cái tủ lạnh dễ mà, tủ lạnh nhỏ mà. Ừ. Cũng bốn người à, tủ lạnh trong phòng để bốn người khiêng xuống à. Xuống mình lên á. Đêm nổi rồi. Phân xanh là đúng là công nghiệp luôn á. Đúng thường ông nội ghê á. Nội. Ừ. Bật cô chú ơi, bật cô chú. Nhà con làm xong rồi bật cô chú. Nghe người lớn nói làm sao nói nghe vậy. Dạ. Bà ở bên đó, bà ở Việt Nam mà bà đi chơi chút xíu là bà về à, chứ bà cũng không có đi lâu, về chơi với tụi đó. Ở bển mà ba mà sáng đi ăn sáng mà tụi nó chưa có dậy ha, thức dậy đứa nào không khóc á, ông nội đâu rồi, ông nội đâu rồi. Rồi phải gọi điện thoại, gọi điện thoại cho ông nội nói chuyện đó, ông ngoại đang ăn sáng này, ông nội ăn xong nội dễ con, vậy nó mới nín. Sáng cha mẹ chở đi học không chịu, phải kêu ông nội chở đi mới chịu. Ồ, khóc như là mưa luôn. Chay mà ông nội, ông ngoại, bà ngoại ở đây, chay bữa mà ông ngoại, bà ngoại về là chay cũng khóc vậy đó. Vì sao? Thế nào? Nói ông ngoại ơi, ngoại ở con, bà ngoại ở con, ha. Ông nội, con hết không được kìa. Rồi, bỏ vậy. Sao bữa nay là lâu lâu mới được lên video, bữa nay là làm cái bữa mục băng ăn sao ta? Ngon quá ta. Hả? Còn con còn nước không? Mẹ rót nước nha. Còn quá giỏi luôn thấy không? Ở bên đây lần đầu tiên mới thấy ăn dữ vậy á. Quá ngon hả con? Ngồi kế ngoại đẩy kế qua con ngồi. Nè giờ đi cái con té mà. Để con ngồi mèo quá con té. Nè bỏ trứng vô, bỏ trứng vô. Cơm trứng này vô nè con. Rớt ra khỏi vô nè. Mấy ăn nó miệng ngon, cái cưng ngon. Ừ. Nó chứ ăn một băng này cô chú thèm lắm á, chứ không phải giỡn thôi á. Quá trời đã luôn, đây ăn lên ăn gần hết ổ bánh mì luôn. Trời ơi, wow, lần đầu tiên luôn chứ nào vậy, ăn có nửa khúc rồi. Mì hết ổ bánh mì với cái trứng. Lâu lâu lên đâu được video quay rộng cái ăn cho cô chú nể chơi. Cô chú yêu thương, cô chú sẽ thương hơn nữa. Trời ơi, cô chú sẽ thương chơi. Sáng này vậy ha. Ngoan quá. Vệ sinh cá nhân ha, đánh răng ha, chạy đầu ha, thay đồ ha, sẵn sàng hết.
cưng lắm á cô chú à. Bởi vậy tự nhiên giờ con có con chay rồi con mới biết được là tình cảm là ba mẹ thương con nhiều tới mức độ nào hết. Chứ sao chứ không có đâu biết được. Rồi nó chơi thương thì mà thương dữ vậy biết. Thương mà thương muốn cắn đó luôn á. Thiếu một chút đâu có được con. Con mình thiếu một ngày một bữa không chịu nổi đâu. Buồn. Quá trời quá đất luôn. Miễn nó ăn ngon là mình cũng ngon luôn rồi chứ mình khỏi cần ăn nữa rồi. Chứ sao. Quá con, ngon luôn, giỏi con lắm. Tất cả hả? Giỏi lắm, giỏi luôn. Đó. Đúng rồi. Giỏi dữ rồi ta. Ờ, cho ngoại miếng nha. Làm bộ mình nói chuyện nó im im vậy đó. Rồi, cho ngoại miếng. Hiểu hết rồi ngoại ra. Cảm ơn nha. Bây giờ là tính ra cũng từ từ cho nó bắt cho nó dọn dẹp rồi này kia những cái đồ đạc đồ của nó rồi kia cho nó đi vô cái đề rồi bây giờ cũng 4 tuổi mấy rồi. Cái hành ghê lạng hoàng cái năm sau cái tháng 11 tới chuẩn bị tới 5 tuổi là thấy lớn dữ lắm rồi. 5 tuổi là lớn dữ lắm. Tại vì lúc đó mà con 5 tuổi là con đã nhớ những cái ký ức rồi. Đúng rồi. Bắt đầu 5 tuổi là 6 tuổi là con nhớ những cái ký ức. Như lúc mà còn mình còn ở Bến Tre đó. Mày nhớ không cái lúc mà mình nhà chưa có đèn đó mà ăn cái hủ chao mà cha với lại ra muốn luộc mà con còn nhớ là lúc đúng đó rồi. Con còn nhỏ lắm. Đúng không? Hồi đó chưa nên, có điện luôn. Những ký ức đó là nên là nó sẽ nhớ bắt đầu nhớ từ 4-5 tuổi là nó sẽ nhớ. Đó nên bây giờ đó cái khoảng thời gian này cái cột mốc này nó quan trọng vô cùng. Giờ đó, ở nhà thì mình tập cho em có cái nề nếp từ từ để sau này vô lớp vô trường là cô dễ dạy em hơn. Em nó dễ hòa nhập với bạn, dễ hòa nhập với cô hơn. Coi kìa ngoại ăn hết ổ bánh mì luôn kìa ngoại. Đường quá trời. Lịch sử luôn trên từ hồi nào đến giờ mới thấy. Rồi mọi người ơi, một cái video clip vào buổi sáng ăn sáng chia sẻ với mọi người về những cái câu chuyện xung quanh của gia đình. Hy vọng là mọi người thích cái video clip đơn giản mà nhẹ nhàng này của gia đình nha. Bây giờ thì ở đây là cũng trời mùa đông cũng lạnh, cũng ít đi đâu đi ra ngoài đường nhiều, chỉ có muốn ngồi trong nhà hoài không à. Hoặc là rồi xong rồi có công việc thì đi làm. Rồi chứ mùa đông thì những cái hoạt động mùa đông mà chơi thì cũng có chơi trượt tuyết rồi này kia. Mà thường thường á nếu mà cái hồ mà đóng băng á thì đã có cái chương trình á hả, chỉ ra ngoài chơi rồi mà bây giờ cái hồ còn nước. Không biết chừng nào mới đóng băng cái hồ này được luôn á. Wow, năm nay kỳ lạ ghê. Nên là cảm ơn mọi người lúc nào cũng quan tâm theo dõi những cái video clip đơn giản của gia đình gửi tới mọi người mỗi ngày. Hy vọng là đây sẽ là giống như những cái bữa ăn tinh thần dành cho mọi người trong những thời gian rảnh rỗi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà. Công chúa một banh, bye bye đi công chúa một banh. Bye bye em bảo công chúa đi con. Bye bye em bảo công chúa đi bye bye. Con dạ. Có không? Con là người có gấp mặt, con ngồi đây và con sẽ phải là người nói bye bye. Đúng thì ông bà cô chú sẽ xem khen chê ngoan. Đúng rồi. Giờ ngủ. Nhớ không? Nhớ khi mà mẹ nói làm cái gì mà làm bộ ngủ là như thế nào? Không nhớ hả? Ăn xong ổ bánh mì là bây giờ là thành cái bánh mì luôn không? Con có muốn là mẹ sẽ dùng cái ổ bánh mì này là mẹ quất vô cái chân chay không? Mom, it's not even hurt. À, nó nói lấy ổn bì đấy, không có đau. Rồi vậy đi cấp mà vậy. Thôi bây giờ ngoan. Ông bà cô chú em ngoan. Có muốn đi coi với con rắn không? Đi, ăn xong, làm việc xong rồi mẹ cho đi coi. Rồi, khoanh tay lại, nhìn thẳng vô camera. Con chào ông bà cô chú. Con chào. Nè, nói lên. Con chào. Con chào. Ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Đúng rồi.